nay mình có được 3 cá rô. Thì mình sẽ là kho tiêu ha cả nhà. Đây là ớt, tỏi, hành, rồi hành tím. Tỏi thì chút mình xài tỏi phi ha. Rau găm này với rau cần này làm lát cái bông súng này mình sẽ bóp sỏi ăn cùng với cái kho này ha cả nhà. Đây là nước mắm, bột ngọt, muối, đường, tiêu, hạt nêm nữa để chút mình sử dụng. Thì mình sẽ giờ mình sẽ ướp. Đây là mình ướp nước ha, nước màu chứ. Đây nước mắm nha cả nhà. Đây tiêu, ra đường hoặc là mình cho vô. Một chút mà nếu mà nêm nếm rồi xong rồi mình sẽ làm tiếp. Còn hành tỏi thì một lát nữa sẽ mình kho xong với ớt thì mình sẽ bỏ vô sau đó cả nhà. Mình cắt đầu hành mình bỏ vô trước một chút, mình khi mình trộn lên thì mình kho theo cách của mình ở nhà ăn, mình quay mình chia sẻ lại với cả nhà ha. Rồi giờ ở nhà mình làm gì ăn chia sẻ lên ha. Chọn cái gỏi cái bông súng này ha cả nhà. Bông súng này thì mình sẽ chọn màu giấm. Ở đây mình có chén đường với ớt. Thì giờ mình có chai giấm táo. Giấm táo giấm thường cũng được, tại nhà mình đang có giấm táo thì mình chọn giấm táo ra cả nhà. Vừa cầm máy quay vừa làm mình muốn cả nhà thật coi nó hơi dục chặt cả nhà. Thông cảm ha. Mình dùng rau bằng nước cho nó thơm. Mình đậy nắp lại cái chút nữa nó xèo ra nha.
kho cá cũng xong, và dĩa gỏi cũng xong hết cả nhà. Bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức cùng mình ha.